Bữa nay ngày đưa ông Táo chào cả nhà. Bữa nay ngày 23 đó cả nhà, má mình Nay xuống ngày cúng 23 đưa ông Táo. năm 2021. Đó, các bạn thấy không, má mình bận áo lạnh xuống đây cúng ngày 23 đưa ông Táo về trời. Rồi giờ má mình có chè nè các bạn đó. Chè này, chè xôi ninh nướng, rồi có đốt ba cây nhang. Rồi bây giờ má ăn chè đi má. Má ăn chè đi má. Thôi không ăn đâu. Nè, nói ăn một viên thôi. Một Thôi. viên một hà, nội ăn cho nó vui. Không có ngọt má. Không có ngọt đây. Nội ăn cái thôi. Đừng ăn nước. Nội ăn cái thôi. Chè này nhân sầu riêng. Ngon lắm đó. Nội ăn cái thôi, nội đừng ăn nước. Nước đâu nội đi. Kiều má ăn má, má sợ ngọt. Má sợ ngọt. Ngọt. Ngọt thì bỏ nước. Đừng ăn nước. Đó, ăn nước. Có ăn chè sâu nước nữa đó. Cái viên nhỏ nhỏ các bạn. Sao má, ngon không? Ăn cảm giác sao má, ngon không? Ngon hả? Nè các bạn, nhang này đó có ông bà chứng kiến nè, nên có còng còng lại đó má. Để mình quay cây hạnh cho các bạn xem nha. Đó, các bạn thấy cây hạnh đẹp không? Hoa đào, rồi mình có treo cái gì vậy? Cái hình mà cái năm con trâu đó các bạn nè, có bao thơ rồi nè. Rồi nữa cái mình mua giấy số á, cái mình để vô đó, cái cũng như hên xui ai lấy tấm giấy số trúng thì có tiền đó. Rồi có mua cái gì à? Bông cúc nữa nè các bạn đó. Dễ thương không? Rồi có gì, dưa hấu, rồi dừa, rồi có mứt, rồi có trái thơm nữa nè các bạn. Để mình quay cái cây hoa đào này cho các bạn xem nha. Để ăn một viên thôi nó không có sao. Ăn hai viên rồi. Đâu có hai viên, cái đó là chỉ. Chị mà hai viên vậy, hai viên đâu sao đâu. Nó ăn này, nó đừng ăn, ăn nhánh hoa đào này đó các bạn. Cái này là mình mua hai nhánh này là người ta bán cho mình tới 60 đô đó. Ăn viên này nhánh 30 đô. Mình lựa nhánh bự mình mua đó các bạn. Chỉ là dính hơi đâu. Thấy đẹp không? Mấy năm trước đó các bạn thì mình mua, mình lựa cái nhánh nhỏ mình mua thôi. Năm nay mình mua cái nhánh bự luôn. Mà ăn đại đi không có sao chứ, nó không có nước mà sợ gì. Này các bạn, nó to vậy nè. Ở dưới cái gốc nó cũng có cái bông nữa nè các bạn, dễ thương ha. Mình treo mấy cái này nè các bạn, thấy cũng như là nó vui trong lòng lắm các bạn ơi. Đó, vui lắm nè các bạn, thấy không, nó có nụ gì chứ chân lâu tàn lắm đó các bạn. Bữa nay mới ngày 23 thôi, mình mua cái này là mua ngày hôm qua, rồi bữa nay là dắt sáng đó, rồi đưa ông Táo về trời luôn đó. Cả nhà thấy không, cái nụ không sao đâu, uống nước vô đi không có sao. Các bạn, cây hạnh này nè các bạn. Các bạn thấy đẹp không? Mình lựa cây hạnh bự á, các bạn có trái nhiều quá. Cây hạnh này á các bạn thì mình mua đâu là 90 đô. Hai cũng mua nhỏ, ngày hôm qua luôn. Chỉ, một viên bự. Các bạn thấy không? Hạnh này á các bạn mình ăn ngoài cái vỏ nó ngọt.
mà ở trong thì nó thơm thơm mà nó chua chua hơi hơi, cũng như là ngọt chua các bạn, ngon lắm. Rồi xong rồi mình chưng qua Tết đó các bạn, cái mình đem ra ngoài cái đất đó mình trồng lại nè các bạn, cái gốc nó to vậy nè, chưa cho ốc bò đó ốc bò lên cây kìa bạn ơi, coi nè, cái ở dưới cái gốc là nhánh hoa này nè, nó nở rồi nè, có cái nở ra rồi có cái bút, dễ thương quá à. Này các bạn, cái nè thấy cái không, cái hạnh đó là bao nhiêu tiền, đẹp không hả? 90 đô chị mua ngày hôm qua luôn, đi mua lượt luôn. Còn đây là cực cưng của mình đó, má mình đó, ăn hết một viên chè, ăn hết viên chè hả? Ăn hết một viên chè luôn, một viên chè sôi nước, một viên, hai viên chè Ồ các bạn ơi, coi kìa cái nhánh này nó sai nè các bạn, thấy không? Cái này nè các bạn, mình ăn hay mình chấm tí mua ớt ngọt. Cái này mình đi chợ trời á, chợ trời bán dữ lắm nhiều. Cái này ngày hôm qua chị mình làm cả ngày đó các bạn, treo mấy cái này lên phải không, treo lên cái bàn, treo lên đó. Ban đêm á các bạn ơi, đốt đèn lên nó đẹp lắm, có xanh xanh đỏ đỏ ha, rồi vàng vàng ha, dễ thương lắm. Vui cả nhà ơi, Tết năm nay mình chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha. Đây là má mình, má mình dắt sáng, lạnh quá. Má ăn chè thơm sầu riêng không? Thơm sầu riêng không? Nói nhỏ nhỏ má không nghe, nói phải lớn lên má mới nghe. Đó, chị thì đang rửa chén, má ăn được một viên chè. Cái này có nước cốt dừa nữa nè các bạn. Này một bịch như vậy là 4 viên. Mà 5 đô đó chị. Cái này nấu là nó mình ở nhà mình đi mua, không có thời gian mà để nấu. Rồi thôi, mua đi cho bà con bán cho có lời nhiều. Lấy Tết. Cả nhà xem viên chè nó ngon hết biết luôn. Bác Xu mình ăn hết một viên như vậy, với hai viên chè ỉ. Cái viên này nè bác Xu mình nói sao biết không? Nói rằng là viên chè bự của bác Xu nè, ăn hết hai viên rồi. Quay trở lại nhìn kìa. Trời ơi, nói dạ con ha, ăn hai viên rồi. Chị ăn mấy viên? Một viên hà, ngon lắm cả nhà ơi. Ngọt mà ngọt vừa vừa, không có ngọt quá. Viên này á, gặp ông Út á, mà em rể của bà nội mình á, như vậy là ăn chắc khoảng cỡ 70 viên. Ủa ăn nhiều vậy đó hả chị? Ừ, cái viên mà thiệt là bự ha, cỡ hai viên dò lại thành một viên vậy á, là ổng ăn là 50 viên rồi. Mà chè này chắc ổng ăn cỡ 70 viên. Tại vì cái ông đó thích ăn chè sôi nước hả chị? Ừ, em Út á, em rể của bà nội mình á. Ồ. Ăn một lần là vậy á. Ăn hết đi, xong đi, hỏi ổng hỏi ăn rồi chưa. Ăn rồi á, là nội biết hỏi ăn rồi chưa. Cái ăn hơn rồi hết rồi, là còn như ổng bao thầu hết trơn không? Bà nội cười. Còn má mình ăn có một viên một à. Có mùi sầu riêng ngon cả nhà. Người ta làm cái nhân đậu sầu riêng hả chị? Không có hiểu, phải có hiểu biết giới thiệu cho cả nhà đi. Và các bạn lại mua ủng hộ. Cái này chắc mình nghĩ chắc
khẩu vị của người Việt Nam nấu. Ngon lắm cả nhà. Mình không có cái hiệu, phải có cái hiệu mình giới thiệu cho các bạn và cả nhà lại ủng hộ tiếp người nấu chè. Ngon đâu bằng chị nấu, chị còn nấu ngon hơn nữa mà. Chị mình nói các bạn nấu chè khéo lắm. À, tại bữa nay muốn cho chị mình ăn của người ta nấu cho chị vui. Hả? Tết rồi hưởng thụ một tí. Má cảm giác Tết rồi sao má? Trong lòng má là sao? Trong lòng má có thấy vui không? Con dâu của bác hỏi bác rằng như vậy, Tết năm 2021 bác có vui không? Không vui không? Tại sao? Lý do gì? Một là chồng đi bỏ đi. Hai nữa là thấy không có vui luôn. Dịch bệnh hay gì? Dịch bệnh hay gì? Thấy dịch bệnh phải không? Không có được đi ra ngoài phải không? Vậy là ông nội có coi cái clip này á, ông nội nhớ á, là phải hết gắng hết bệnh, cố gắng đặng đi về á, thăm bà nội với bác xưa là bác xui đó nha. Đó, bà nội có nói Tết năm nay không có bác á, thì bà nội không có vui. Thử ra nhớ bác nhiều. Bác phải coi cái clip này là bác phải nhớ bác xui nhiều nha. Nè bác xui lúc nào cũng vẫn nhớ bác nhiều, thật là nhiều luôn. Đó. Nhớ ghét mà tái tóc bạc luôn nè cả nhà xem. Nhớ ghét tóc bạc luôn rồi. Tới tóc bạc luôn. Bà nói quan cho tôi quá bà ơi, tóc bà bạc trước rồi. Nhờ vậy mới nở nụ cười đó bà xui ơi. Chứ nếu mấy là ngồi buồn hiểu, thiểu buồn thiêu trùm mền hoài quỷ à. Nhờ con lôi lên nặng nhìn lên này, bác có coi cái clip này á thì bác nhớ bác xui nhiều nha. Đó bác quay lên bác nhìn cái coi đặng cho bác xui nhìn bác ở bên Việt Nam nhìn thấy đó. Tết 2021 đó nha bà, má ở nhớ bên bà này rồi bác, bác xui nhìn nhớ ở bên này hồi là hồi cấp bác đi rồi ha, nhiều người hỏi cưới bác xui lắm, bà bác xui nói không chung thủy với ông hả. Ừ có cái người nào đó lại đưa tiền cho má cưới má đó. Mười mấy năm về trước đó mà bác đành lòng bác đi giờ mà bác không về thăm bác xui ha. Bác nhớ ghét mà tới tóc bạc luôn rồi bác thấy không? Coi cái clip này là bác phải nhớ nha. Nhớ là hơi gắng cố gắng lên hết bệnh đang về thăm bác gái nha. Bác nói đi. Bác nói ông ơi, cố lên hết bệnh đang ông về. Nói má đi. Má ơi, má nói gửi lời thăm mà cậu Út má đi với cậu Mười á, với dì Ba, dì Út bên Việt Nam á. Má nói chị Năm nè các em ơi. Má nói đi má, đừng cho mấy dì ở bên Việt Nam coi má đó. Dì với cậu á má. Má mắc cỡ rồi. Nhớ ông mà tới thẹn thường. Dì cậu ơi. À, với mợ đồ ở bên Việt Nam đó, má con ở bên Mỹ má con vẫn khỏe nha. À, năm nay má con ăn Tết cũng vui, khỏe. Bữa nay là ngày 23. Rồi ở dưới phòng con đưa ông Táo về trời má xuống đây má cúng. Chỗ cái bếp ăn nè. Mấy dì mấy cậu coi đó, thấy má con khỏe cho mấy dì mấy cậu vui. Để quay gần mấy cái cây bông này dễ thương nè các bạn ơi, cây nào rồi năm nay không có làm dưa cải phải không? Không nữa con làm đó, rồi nữa con đưa cho nội một cây rồi. Mà không nội ăn thì con làm đây tới ba cây nữa. Ủa chị làm nào hôm qua hay vậy? Mới làm ngày hôm qua thêm hai cây nữa. Để ăn Tết đó hả? Ừ. Nữa con đưa cho nội một cây mà dưới điều kiện nội phải cho con cái keo. Cô hổm cho cái keo rồi, cô Ngọc cho mà con không có xét về, nó phải cho con cái keo đặng con vô trong
cái keo lận cho nhìn nó đẹp. Cái keo sành hay cái gì chị? Cái keo sành là cô Ngọc cho rồi mà chưa lấy không hả? Có lấy ha. Chứ cho có một cây cải mà phải giao điều kiện nữa cha. Nó chơi gì kỳ cục quá. Còn cái cây dừa cải mà phải giao điều kiện. Để nó để dưới. Dạ, cô Ngọc có nói kêu con sắp về để không ấy cổ cho lấy quay cổ cho người ta hết. Để vô cái keo màu xanh á, ăn nhìn thấy con. Thôi mình xuống lấy liền. Thôi bắt rồi. Ngồi đi chơi đi. Ngồi đi chơi thôi đi. Làm bộ kêu. Làm bộ kêu đi lấy làm đi về. Thôi nội bye bye đi. Mà bye bye. Bye bye, chúc cả nhà được vui vẻ, chúc ông được hạnh phúc vui vẻ. Mà già hết bệnh. Cười, mắt cười kìa. Làm bộ ha, kiếm kế đành đi đi liền, kiếm kế đành đi liền. Làm giỏi. Má mình đi lên nhà trên. Lạnh các bạn ơi, nên bận áo khoác vậy đó. Đi lên nhà trên lấy cái keo đó. Cả nhà ơi, mình ngồi đây mình ngắm cây hạnh đó các bạn, dưới cây đào á mình vui quá. Rồi dưới bông rồi nè các bạn thấy không? Vui lắm cả nhà ơi. Đó, đưa ông Táo về trời xong rồi các bạn ơi. Năm 2021 chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Bye cả nhà.